Up video không ghi nguồn, này thì góc nhìn Việt. Này thì gì up? Trước mắt đã tối, Tề Thụ Dân tìm đến văn phòng. Lúc này Lâm Bịp mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tề Thụ Dân. Như này đi, để tôi mời mấy chị đi ăn. Chúng ta tìm một nhà hàng nào đó, sau đó gọi cho các chị em tới, rồi cùng nhau ăn một bữa ngon nhé. Chị đã gọi cho họ rồi. Tất cả họ đều nói đang bận nên không tới được. Chúng ta cũng đừng ăn cơm nữa, em đưa chị tới chỗ này đi. Vậy cũng được, chị đợi một lát nhé. Vậy để em gọi vợ tới cùng nhau chúc mừng sinh nhật chị. Hôm nay là sinh nhật chị, em không thể chiều chị chút được ư? Nếu chị có hai ta thì nói chuyện gì cũng dễ, chứ em dắt cả vợ đi thì ai dám nói chuyện thoải mái được. Mình em đi với chị là được rồi. Lâm Bịp cũng vô cùng bất lực, hay là nhân cơ hội tối nay nói rõ để chị ta tránh xa mình một chút. Sau đó Tề Thụ Dân trực tiếp đưa Lâm Bịp về nhà mình. Em nghỉ ngơi một lát đi, chị đi chuẩn bị đồ ăn, lát nữa nhất định phải nhậu thật say đó nhé. Lâm Bịp không thể ngồi yên, trong phòng vẫn còn thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Kể cả kẻ ngốc cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Em chợt nhớ ra em có chuyện gấp cần phải đi ngay. Lát nữa em sẽ đưa Mộng Anh và những người khác đến chúc mừng chị. Nếu em đi chị sẽ chết cho em xem. Trong lúc nói chuyện Lâm Bịp mới thấy trong tay Tề Thụ Dân không biết từ lúc nào có một con dao đang kề vào cổ tay. Chị đừng kích động, em sẽ không đi. Mau bỏ dao xuống đi. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé được không? Cởi quần áo và đi vào phòng ngủ. Thụ Dân, cô có bao giờ nghĩ qua cô làm như vậy sẽ khiến tôi có ấn tượng như nào không? Tôi là một người đàn ông đã có vợ con, hơn nữa tôi cũng không thể làm gì có lỗi với họ được. Nếu cô cứ cố chấp thì chỉ có thể làm tổn thương cả hai chúng ta. Cô thực sự muốn sau này chúng ta đến bạn bè cũng không làm được nữa ư? Chị nhất định phải là người phụ nữ của em, nếu không tôi sẽ tự sát. Tôi tuyệt đối không đưa ra lựa chọn khác. Lâm Bịp, body của chị có chỗ nào không đẹp bằng Mộng Anh chứ? Chỉ có chị mới xứng đáng đứng bên em và làm người phụ nữ của em, chỉ có chị mới giúp em có thể diện. Tân Mộng Anh chẳng qua chỉ là cô gái nhà quê, cô ấy có chỗ nào tốt hơn chị chứ? Cô im mồm cho tôi. Tiếng hét của Lâm Bịp khiến Tề Thụ Dân có chút kinh ngạc. Nhìn thấy cơ hội, Lâm Bịp liền cướp con dao lại. Tề Thụ Dân cố hết sức giành giật, kết quả lưỡi dao sắc bén đã cắt một vết vào tay của Lâm Bịp. Tề Thụ Dân cực kỳ hoảng sợ, cô ta sợ hãi đến mức ngã xuống đất. Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện lại xảy ra như thế này. Bây giờ Lâm Bịp không có thời gian nghe Tề Thụ Dân nói nữa. Lâm Bịp cảm thấy miệng vết thương có vẻ sâu nên nhanh chóng đến bệnh viện. Sau đó Tần Mộng Anh và Vũ Lôi nhận được tin tức từ vệ sĩ, Văn Tây và những người khác đều tới. Trong hành lang, Nguyệt Linh hỏi Tần Mộng Anh: "Em dâu sao Lâm Bịp bị thương vậy?" "Hôm nay Lâm Bịp đi chúc mừng sinh nhật Tề Thụ Dân. Em nghe vệ sĩ nói Tề Thụ Dân đã dẫn Lâm Bịp về nhà cô ta. Chuyện sau đó thì em không rõ, chỉ biết anh ấy bị thương thôi." Tiêu Vân bên cạnh vừa nghe xong, cô liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tề Thụ Dân đang ngồi trong góc, sau đó lao tới, vừa đánh vừa chửi: "Tại sao cô làm em tôi bị thương? Hôm nay tôi phải đánh chết cô." Cùng lúc đó, Lâm Bịp đã được băng bó và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Rồi lạnh lùng nói: "Dừng lại đi, tại em không cẩn thận nên mới bị thương, không liên quan gì đến cô ta." Lâm Bịp không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn người ngoài suy nghĩ lung tung. Giờ đây mỗi hành động của anh đều là tin tức thu hút sự chú ý, nên phải chú ý tất cả mọi thứ. "Chồng à, bây giờ anh không được tức giận. Về đến nhà em sẽ nấu canh cho anh bồi bổ máu." "Em dâu nói đúng. Về nhà trước đi đã, có việc gì thì đợi mọi người bình tĩnh lại rồi hãy nói." Sau khi trở về nhà, Lâm Bịp đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Mộng Anh. "Chồng anh là người đàn ông của em, người khác thích anh em không quản được, nhưng làm anh bị thương thì nhất định không được. Tuy em không có tài cán gì, nhưng cũng biết bảo vệ người đàn ông của mình. Tề Thụ Dân tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại công ty, ngày mai em sẽ sa thải cô ta. Lần này anh đừng cản em." Lâm Bịp cũng không phản đối. Sau khi trải qua chuyện này, anh cũng đã không còn chút tình nghĩa nào nữa rồi. Hôm sau Lâm Bịp vừa tới văn phòng, Liên Khởi Dương, quản lý của nhà máy luyện kim, đã gọi điện: "Lâm tổng làm phiền anh rồi, tôi gọi là muốn nói với anh. Các công ty quặng đá đang hợp tác với chúng ta, đột nhiên không giao quặng đá cho chúng ta nữa. Bây giờ nhà máy luyện kim đã không còn quặng đá để sử dụng. Tôi cũng đã gọi cho họ, nhưng họ nói chuyện rất khó nghe. Họ nói bán cho ai cũng được nhưng sẽ không bán cho chúng ta. Đây chắc chắn là do tập đoàn Thịnh Cố giở trò nữa rồi. Nếu họ hạn chế việc cung cấp quặng cho nhà máy luyện kim thì đúng là có chút đau đầu." "Được, tôi hiểu rồi. Quặng sẽ được giao tới sớm thôi, sản xuất vẫn cần phải tiếp tục." Sau khi cúp máy, trong lòng Lâm Bịp cũng có một ý tưởng. Anh lập tức gọi điện cho Văn Tây, sau đó gọi cô đến văn phòng: "Vết thương của anh thế nào rồi? Hãy cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng đó. Mấy ngày tới nên nghỉ ngơi nhiều một tí, em đã lo làm đấy. Đưa em xem thử vết thương đi." "Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi mà, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Anh gọi em đến là muốn em đi lấy tài liệu về các mỏ quặng đã được đăng ký với bộ quản lý cho anh. Anh gọi cho chị Nguyệt Linh là lấy được liền mà, không thể gọi được. Địa vị của chị ấy bây giờ đã khác, nên phải chú ý nhiều hơn đến hình tượng. Việc chúng ta có thể làm thì cứ cố gắng làm đi đã. Được, bây giờ em sẽ đi hỏi bạn học của em. Anh ấy làm việc ở bộ phận quản lý tài nguyên nên chắc có tài liệu về mảng này." Lúc chập tối, Văn Tây đã lấy được tài liệu. Đây là thông tin về các mỏ quặng trong tỉnh của chúng ta. Những cái em đã khoanh tròn là đều hợp tác với các công ty bán quặng. Nếu anh đoán không sai thì công ty bán quặng có thể đã bị tập đoàn Thịnh Cố mua lại rồi. Họ không phải vì muốn kiếm tiền mà là muốn bóp nghẹt chúng ta. Nhưng như này cũng tốt, anh cũng sẽ cho họ nếm thử cảm giác bị bóp nghẹt. Em cầm tài liệu đưa cho bộ phận chăm sóc khách hàng để họ gọi cho các mỏ đã hợp tác với công ty bán quặng, nói với họ chúng ta sẽ trả giá gấp 5 lần để mua quặng của họ. "Lâm tổng, giá gấp 5 lần thì đủ để chúng ta qua thành phố khác mua quặng rồi. Anh như này có phải hơi lãng phí không? Em thực sự nghĩ anh sẽ bỏ ra cái giá gấp 5 lần ư? Anh chỉ là đang đấu giá với tập đoàn Thịnh Cố mà thôi. Bây giờ em đi gọi cho họ đi. Nhớ là phải khiến họ nghĩ rằng chúng ta đang rất lo lắng. Hơn nữa còn phải mua số lượng lớn." Cùng lúc đó, trong phòng họp của chi nhánh tập đoàn Thịnh Cố, lão Châu lần này ông làm tốt lắm.
Tôi rất ngạc nhiên, ông có thể trong thời gian ngắn như vậy mua lại công ty bán quận. Con người tôi đã muốn làm gì thì nhất định làm bằng được. Thực ra công ty bán quận này, bản thân nó là một nguồn tài nguyên tích hợp, sau đó thống nhất lại để kinh doanh mà thôi. Những người khai thác quận đem quận bán cho họ. Họ chẳng qua sử dụng các kênh cung ứng để kiếm được chênh lệch giá. Bằng cách này, cả hai bên đều có thể dễ dàng hưởng lợi. Tôi đã trả cho họ 4 tỷ để mua lại công ty, họ không thèm suy nghĩ mà lập tức đồng ý luôn. Vẫn phải để lão Châu ông ra mặt, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi lại hợp tác với ông. Vậy bước tiếp theo, chúng ta nên bắt đầu bóp nghẹt Lâm Bịp thôi. Cô nói đúng. Bây giờ tôi đã khống chế nhà máy luyện kim của Lâm Bịp và các kênh mua bán quặng, giờ hắn không để mặt tôi cũng không được. Hôm nay tôi cắt nguồn cung ứng quặng của hắn, ngày mai hắn sẽ phải gọi điện cho tôi và cầu xin tôi bán quặng cho. Tới lúc đó, tôi sẽ bán cho hắn với giá gấp 5 lần giá thị trường, khiến hắn mua cũng không được, không mua cũng không xong. Chớp mắt đến sáng hôm sau, Châu Tinh Tố đã sẵn sàng để đợi điện thoại của Lâm Bịp. Chẳng mấy chốc điện thoại reo. Tuy nhiên, trong điện thoại không phải giọng của Lâm Bịp mà là của giám đốc của công ty kinh doanh quặng. Châu tổng, ngay trước khi tôi gọi cho ông, các bên khai thác mỏ quặng đã liên tiếp gọi cho tôi, họ yêu cầu chúng tôi tăng giá mua quặng lên 5 lần, nếu không họ sẽ phá vỡ hợp đồng, sau đó trực tiếp bán quặng cho công ty Mộng Anh Gucci. Tên thợ may chết tiệt này dám làm vậy ư? Ông chủ của các mỏ quặng đó nói, công ty Mộng Anh Gucci đang rất nóng lòng mua quặng nên mới hỏi chúng ta liệu có trả được cái giá đó hay không. Theo tôi thấy, nếu họ bán với cái giá gấp 5 thì dù đền hợp đồng, họ vẫn sẽ có lãi. Cúp điện thoại, Yến Tương Linh lạnh lùng nói, bọn họ thì sao hiểu chứ? Tuy Lâm Bịp mua giá gấp 5 lần, nhưng chúng ta vẫn phải bình tĩnh. Bây giờ chúng ta không bị động. Anh có nghe tay giám đốc nói không? Lâm Bịp bây giờ đang rất cần quặng, cho nên muốn bỏ ra cái giá cao hơn chúng ta để thu mua quặng. Nhưng hiện nay trong tay chúng ta vẫn còn hợp đồng để khống chế những ông chủ mỏ quặng đó. Hay là chúng ta cũng mua với giá gấp 5 lần đi, tới lúc đó chúng ta sẽ bán lại cho Lâm Bịp với mức giá cao hơn nữa. Trong tuyệt vọng, Châu Tinh Tố gọi cho giám đốc công ty và đồng ý mua quặng, sau đó lập tức nhờ người chuyển tiền tới. Sau khi Lâm Bịp nhận được tin tức, anh cười và nói với Văn Tây, được vậy, để ông ta mua đi, chúng ta không mua nữa. Lâm tổng, anh đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào anh đang cố tình tăng giá à? Nhưng nó cũng không mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta. Em nghĩ công ty kia chỉ bán cho một lò luyện kim chúng ta thôi sao? Còn có rất nhiều nhà máy khác cũng cần mua quặng. Chúng ta thậm chí không phải là khách hàng lớn nhất của họ. Xét cho cùng, đối với sản xuất cơ khí, chúng ta vẫn chưa sản xuất toàn diện. Nếu họ mua với giá gấp 5 thì bắt buộc phải bán với giá gấp 6. Em nghĩ ai có thể chấp nhận mức giá này? Nên chúng ta không cần ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay với Châu Tinh Tố. Chúng ta ngồi xem trò vui là được rồi. Cùng lúc này, Thượng Gia Tú bước vào văn phòng và nói nhẹ nhàng, Lâm tổng có hai người nước ngoài muốn gặp. Một trong số họ là Đỗ Nam Trung, anh có muốn gặp họ không? Trong phòng tiếp khách, Đỗ Nam Trung long trọng giới thiệu với Lâm Bịp. Xin chào anh Lâm Bịp, cho phép tôi được giới thiệu với anh. Đây là ông chủ công ty thương mại xuất nhập khẩu của chúng tôi, ông Victor. Xin chào anh Lâm Bịp. Dù lần này đến đây có chút đường đột, nhưng có thể nói chuyện trực tiếp với anh về sự phát triển thương mại và tài chính của thế giới hiện tại là điều mà tôi luôn mong muốn. Trước đó chúng ta đã có sự hợp tác với nhau. Chỉ là sự hợp tác của chúng ta, nó đã bị phá hủy bởi một số người. Nhưng tôi luôn cảm thấy sự hợp tác giữa chúng ta vẫn rất vững chắc. Lâm Bịp biết Victor nhất định là đang nói tới Catherine. Đồng thời, Lâm Bịp cũng biết Victor rất sợ đánh mất cái máy in tiền này. Chính vì thế mà ông ta không ngại vượt qua đại dương để đến gặp mặt anh. Không phải chúng ta vẫn luôn hợp tác ư? Hàng của tôi cũng luôn xuất khẩu cho ông, nhưng ông lại không có thành ý muốn hợp tác với tôi, còn thành lập bên mình các công ty xuất khẩu, cắt đứt nhiều hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi. Tôi thấy đây mới là động thái làm lung lay nền tảng hợp tác của chúng ta. Anh Lâm Bịp, đó không phải là điều tôi muốn. Anh biết đấy, so với tổ chức tư bản Hakim to lớn kia, tôi thậm chí không thể tự quyết định cách phát triển. Hơn nữa tôi luôn kiên trì đòi nhập khẩu hàng hóa của anh. Vì chuyện này tôi cũng đã tổn thất rất nhiều. Trong đợt giảm giá hàng tháng gần đây nhất, tôi vừa mất hơn 20 triệu đô la. Vì vậy tôi cần phải hợp tác với anh. Cần anh giúp tôi lấy lại số tiền này. Nói tới đây, Victor đặt món quà đã chuẩn bị trước tới trước mặt Lâm Bịp. Chúng tôi sẽ tặng người bạn thân nhất của chúng tôi món quà mà anh ấy mong muốn nhất. Và món quà của tôi dành cho anh là thứ mà anh đang cần nhất bây giờ. Anh không muốn mở nó ra và xem sao? Lâm Bịp cũng không khách khí, liền mở phong bì ra. Khi nhìn thấy bộ tài liệu và bản vẽ dày đặc bên trong, anh đã rất ngạc nhiên. Anh Lâm Bịp, số tài liệu và bản vẽ này bao gồm toàn bộ hoạt động sản xuất chất bán dẫn và công nghệ điện tử. Đây là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Để lấy được cho anh công nghệ này, tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức. Anh chắc chắn sẽ thích món quà này. Món quà này thật sự rất tuyệt. Có vẻ như ông Victor và ông Đỗ Nam Trung tìm hiểu rất nhiều về nhà máy của tôi. Nếu đã như vậy, thì hãy nói cho tôi biết yêu cầu của ông đi. Nhưng trước khi ông nói, thì ông nên biết quà là để tặng, chứ không phải để giao dịch. Lâm Bịp, đây không phải là giao dịch mà là sự hợp tác. Anh cung cấp cho tôi những tin tức tài chính toàn diện nhất, nhận được lợi ích thì chúng ta chia đôi. Với năng lực của anh cộng thêm tài nguyên của tôi, chúng ta sẽ thống trị thế giới. Tới lúc đó, ngay cả tổ chức tư bản Hakim cũng sẽ phải nể mặt chúng ta. Hơn nữa, tôi sẽ cung cấp thêm cho anh những công nghệ tiên tiến trên thế giới, để anh đạt được tốc độ phát triển có 102. Điều kiện tốt như vậy anh sẽ không từ chối đâu, đúng không? Đề xuất của ông thực sự rất tốt, tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do nào để từ chối. Chỉ là việc cắt giảm tỷ giá đồng đô la gần đây khiến cho thị trường tài chính không có nhiều thay đổi. Nhưng để cảm ơn món quà của ông, tôi đề nghị ông mua cổ phiếu của công ty xây dựng Itania, và sau khi cổ phiếu tăng giá 70% thì lập tức bán. Anh Lâm Bịp, tôi rất tin tưởng đề nghị của anh.
tôi sẽ dùng cả gia tài của mình để mua cổ phiếu và tôi cũng nói được làm được. Nhận được lợi ích thì tôi sẽ cho anh một nửa. Lúc này tại chi nhánh của tập đoàn Thịnh Cố, giám đốc công ty quặng đang gọi cho Châu Tinh Tố. Ông chủ chúng tôi đã mua quặng với giá gấp 6, những người đó cũng bán quặng cho công ty theo bội số. Số tiền ông gửi đã chạm đáy, nhưng vẫn còn rất nhiều quặng đang chờ để được mua. Những người đó rất dễ nổi nóng, họ gần như đã đánh nhau với người của chúng tôi, nhưng nó vẫn không quan trọng. Các xưởng luyện kim hợp tác với chúng tôi bây giờ đang mắng mỏ chúng tôi, thậm chí có người còn nói sẽ đến phá hủy công ty. Hiện tại công ty đang rất hỗn loạn. Anh là thằng ngu à? Chuyện này cũng không giải quyết được thì anh làm giám đốc làm gì? Chúng ta sẽ tiếp tục mua quặng. Giá bán cho nhà máy luyện kim cũng không thay đổi. Tôi không thể bán lỗ cho họ được. Lát nữa tôi sẽ cho người giao thêm tiền cho anh. Cúp máy, Châu Tinh Tố tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ông mau bình tĩnh đi, bây giờ ông hỗn loạn bao nhiêu thì Lâm Bịp càng hỗn loạn hơn bấy nhiêu. Hắn sẽ còn lo lắng hơn chúng ta. Không có quặng, nhà máy luyện kim của hắn không thể sản xuất được. Nhà máy cơ khí cũng sẽ không thể sản xuất được. Mỗi ngày sẽ thiệt hại vài trăm triệu. Ông hãy nhẫn lại chút, Lâm Bịp sẽ sớm thỏa hiệp với chúng ta sớm thôi. Nhưng Lâm Bịp sẽ không thỏa hiệp với ông ta. Từ lúc quyết định nâng giá, Lâm Bịp đã không tính thỏa hiệp với ông ta rồi. Hơn nữa anh ấy đã liên hệ với một công ty khai thác mỏ ở ngoại tỉnh, dùng mức giá cao hơn một chút để đặt hàng số lượng lớn quặng và vận tải bằng đường sắt đến thành phố.